Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ đề 43 câu nắm chắc 8,6 cộng đề số 7. Đó. À, Chúng ta sẽ cùng nhau đến với đề số 7 của năm như sau. Nào, câu 1. Nếu như mà kem có được cái tích phân cận từ 2 đến 3 của FXDX thì bằng gì đây? À, ok. Nếu các em có tích phân từ 2 đến 3 của FXDX thì uh, bằng cái này thì tích phân. Cái này thì dễ rồi, đúng không? Cái này thì bằng gì? Bằng tích phân từ 2 đến 3 của 2DX này trừ tích phân từ 2 đến 3 của fxdx này. Đó. Thì bằng bao nhiêu đây? Ok, thì cái này bằng 2 nhân với cả 3 trừ đi 2, xong kem trừ đi 4 thôi thì bằng âm -2. Âm -2 các em chọn đáp án A. Câu 2, diện tích mặt cầu bán kính R bằng 2 là gì? À, thì các em có được công thức tính diện tích mặt cầu của chúng ta là 4 p nhân R bình phương đúng không? Thì cái này bằng 16p. 16p các em chọn đáp án là đáp án B, rất dễ, được chưa? Rồi, câu 3, câu 4 và câu 5 rất dễ câu 3 Câu 3 cho nó có bài toán như sau Đó là cho con dao nó z cho phép ta A, B Thì tọa độ vết A cộng B là gì? Thì đương nhiên rồi A cộng B các em lấy hoành cộng hoành Nó là 4 Được nhìn hoành cộng hoành phát là kem chọn B luôn Câu số 4 họ nguyên hàm của hàm số này là gì? Thì đương nhiên rồi Nguyên hàm của hàm số A x, dx Thì bằng A mũ x trên N A cộng C D Câu 5 cho hai số phức Z1 và Z2 thỏa mãn điều kiện à, Z1 bằng rồi Z2 bằng rồi thì khi đó Z1 cộng Z2 bằng gì? Các em lấy tổng hai cái hành độ là 2 tổng hai tung độ là 2 cộng 2i đáp án đâu? Đáp án là B đúng không? Được chưa? Câu 5 rất là đơn giản. Rồi, câu 6, câu 7, câu 8. Thầy đọc đề nhá. Câu 6 này. Cho cho con tonic Z các em có đường thẳng D một vector chỉ phương của đường thẳng D là gì? Quá đơn giản rồi, đó là UD của nó cùng phương vectơ 3 âm 2 dương 1. Thì 3 âm 2 dương 1 các em chọn đáp án gì đấy? D nhá. Câu 6 chọn D câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình này là gì? Thì bất phương trình tương đương với x của chúng ta sẽ lớn hơn 3 mũ 2, tức là x lớn 9 thì các em chọn D. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên nhìn vẽ thì hàm số f(x) đạt cực tiểu tại điểm nào? Đó, đạt cực tiểu tại điểm x bằng x bằng 3. Các em chọn A được chưa? À, những cái câu này thì thầy sẽ như kiểu là thầy đọc để thầy thông báo cái đáp án cho các em biết thôi. Chứ nó không có gì khó khăn cả tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số này với trục hoành là gì? Với trục hoành thì các em cho y bằng 0. Y bằng 0 thì tương đương với là x bằng 2. Như vậy tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số này với trục hoành là điểm có tọa độ 2 0. Câu 9 các em chọn D nhá. Rồi, tiếp theo là câu số 10. Câu số 10, nghiệm của phương trình này là gì? Thì đương nhiên rồi, phương trình này tương đương với 4 mũ x cộng 1 thì bằng 4 mũ 2 thì tương đương với x cộng 1 bằng 2 thôi. Vậy các em có được x của chúng ta sẽ bằng mấy? 2 1 bằng 1. -1. Nghiệm phương trình này là x bằng 1. Câu 10 là các em chọn đáp án D. Câu số 11. Cho con sóng này Z cho mặt cầu S thì bán kính của mặt cầu S là gì? Đương nhiên bằng 5, rõ ràng đúng không? Các em lấy căn bậc 2 của 2 năm là xong nhá. Câu 11 chọn B, câu 12. Số phức Z bằng trên mặt vào tọa độ, số phức liên hợp của số phức Z là gì? Ở đây các em khoanh cho thầy kỹ số phức liên hợp. Câu này là câu mà rất ít khi, rất hay không để ý cái số phức liên hợp. Các em nhớ là cái Z ngang của chúng ta sẽ bằng gì đây? bằng 3 cộng 7 i nên điểm biểu diễn số phức liên hợp của chúng ta sẽ là điểm 37. Cho khối chóp có diện tích đáy biết rồi và chiều cao biết rồi thì thể tích khối chóp là gì? 1/3 của b nhân h. Được chưa? Nó bằng 24, các em chọn C nhá. Câu 13 C, câu 14. Số phức liên hợp của số phức, số phức liên hợp nhá thì là 5 cộng 13 i có đáp án này không? Đáp án A, được chưa? Mình làm nhanh những câu này thôi để mình còn có thời gian mình chữa những câu ở phía sau. Được chưa? Rồi, Tiếp theo là câu số 10, 15 Tập xác định của hàm số là y bằng x mũ trừ 5 là gì? Thì đương nhiên rồi, điều kiện này, hàm số này x mũ trừ 5 xác định kem thấy trừ 5 của chúng ta là một số thuộc z trừ Nên điều kiện uh, x phải khác không, đúng không? X khác không Nên tập xác định của hàm số này kem chọn phần D nhá Câu 15 chọn D Câu 16 này cho hàm số này thì khẳng định ở dưới đây là đúng. À các em quan tâm đến nguyên hàm của hàm số fx thì nguyên hàm của 2x thì bằng x bình phương được chưa? Nguyên hàm của sin thì bằng âm cốt như vậy các em chọn đáp án B được chưa? Câu 16 là các em chọn B câu 17. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này là gì? Có hai đường, một tiệm cận đứng một tiệm cận ngang, bậc nhất trừ bằng nhất rõ ràng đúng không? 17 là các em chọn C. Câu 18 cho khối lập phương có thể tích thì bằng 64 thì cạnh của khối lập phương đã cho thì bằng bao nhiêu? Các em đều biết là như này nhá. Thể tích của khối lập phương của chúng ta thì bằng độ dài cạnh tất cả mũ 3 thì bằng 64. Vậy thì cạnh của chúng ta sẽ bằng bằng 4. Câu 18 các em chọn B, cạnh của khối lập phương đã cho thì bằng 4. 18 chọn B, rất đơn giản, được chưa? Rồi, 19 20 và câu số 21 các em quan sát này. Rồi câu 19 nhá, thầy đọc đề này. Cho N và K là các số nguyên dương. Rồi, à, công thức nào sau đây là đúng? Thì đương nhiên là CKN bằng N dây thừa trên K dây thừa nhân N chỉ K dây thừa. Đây là công thức mà mình ôn lại Nhá. Câu số 20 cho hàm số fx là hàm số đa thức bậc 4. Hàm số f(x) của đồ thị nhìn vẽ bên thì số điểm cực trị của hàm số fx là gì? Các em thấy f(x) của chúng ta đổi dấu đúng một lần qua điểm x và 2 nên chỉ có đúng một điểm cực trị thôi. Các em chọn A nhá. Câu số 21, hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên nhìn vẽ không phải trùng phương, không phải trùng phương, hệ số A nó phải dương nên các em loại phương án B, còn mỗi phương án A. Xong. 21 chọn A. Những cái câu đầu này các em cứ đọc đề là khoanh, đọc đề là khoanh. Đa số thời gian của chúng ta những câu đầu các em đọc đề và các em khoanh thế thôi. Tiếp theo này, Câu số 10 à câu số 22. Cho hàm số f(x) có đồ thị nhìn vẽ bên thì hàm số đã cho nghịch biến trong khoảng nào sau đây? Nó nghịch biến ở khoảng từ âm -1 đến 0 và nghịch biến ở khoảng từ 1 đến vô cùng. Thì âm -1 đến 0 có đây rồi, các em chọn D để chưa? Câu 22 chọn D. Cho cấp số nhân UN các em có U2 biết rồi, U3 biết rồi thì đây là cấp số nhân đúng không? Thì công bội quy của cấp số nhân các em lấy U3 trên U2 bằng bằng 3/2 nhá. Chọn C để chưa? Cho hàm số này thì giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho là gì? Các em viết lại f(x) của chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của x 1 tức bình phương này. Xong cộng mấy? Cộng 3 để cho x cộng 1 bình phương cộng 3 thì lớn bằng căn 3. Và dấu bằng xảy ra khi là x bằng 1 giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho bằng căn 3. Quá dễ, được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số câu số 25. Với mọi số thực dương thì cái giá trị này bằng gì? Thì khi mà các em viết ra thì nó là nen của gì đây? Nó là nen của x cộng 1 trừ đi nen nên 3 đúng không? Nên x cộng 1 trừ nên 3 đáp án là đáp án A, rõ ràng. Đề bài cực kỳ dễ, được chưa? Câu số 26 đạo hàm của hàm số này là gì? Thì y phẩy bằng a mũ x đạo hàm thì bằng a mũ x nhân n a mình ôn lại một tí. Vậy thì 8 mũ x đạo hàm thì bằng 8 mũ x nhân n 8. Nên 8 của chúng ta sẽ bằng 2 đến 2, các em viết là 2 nên 2 cũng được nhá. Hoặc các em viết 8 mũ x nhân nên 8 đương nhiên nhá. Rồi, câu số 27. Câu 27 nó mình quan sát này. Câu 27 cho khối lón của bán kính đáy bằng r và độ dài đường cao, độ dài đường cao bằng bằng h. Rồi, thể tích V khối nó đã cho được tính bởi công thức nào sau đây? Công thức tính thể tích khối nó là 1 phần 3 pi r bình phương nhân h. Câu 28 cho AB là hai số thực dương thỏa mãn điều kiện này thì khẳng định sau đây là đúng. Thì các em đưa hết về cơ số 3 đi. Các em có loga cơ số 3 của A song cộng với loga cơ số 3 của B bình phương thì bằng 2 đúng không? Thì tương đương với loga cơ số 3 của AB bình phương thì bằng 2. Vậy các em có AB bình phương nó bằng 3 mũ 2, tức là AB bình phương bằng bằng 9. Câu số 8 là các em chọn đáp án D ab bình phương bằng 9 nhá. Rồi, câu số 9 và câu số 10. Nào mình quan sát này. Câu số 9 này. Nếu như tích phân từ 0 đến n3 của fx cộng với e dx bằng 6 thì tích phân từ 0 đến n3 của fxx dx bằng bao nhiêu? Thì các bạn có được cái 6 của chúng ta ấy sẽ bằng tích phân từ 0 đến 5, n n3 của fx dx cộng với tích phân từ 0 đến n3 của e mũ xdx dx. Rồi cái này bằng y cần tìm này cộng với e mỗi x cận từ 0 đến n nên 3 thì cái mã e mỗi n 3 e mỗi n 3 được bằng 3 trừ đi 1 bằng 2 bằng y cộng 2. Như vậy cái giá trị này bằng 4 thôi. Câu 29 là các em chọn C nhá. Câu 30 cho đang trụ ABC A B C, có tất cả các cạnh bằng nhau. Em khảo hình vẽ thì góc giữa đường thẳng là AB và C A bằng bao nhiêu? Thì các em thấy là C'A' phải là song song với CA. Nên góc giữa AB và C phải A nó chỉ là góc giữa AB và A và AC nó góc này. Vậy thì bài cho ta năng trụ này có tất cả cạnh bằng nhau, vì thế nên tam giác ABC sẽ là một tam giác đều. Tam giác đều thì khi đó góc này bằng 60 độ thế thôi. Được chưa? Góc này bằng 60 độ rất đơn giản. Được chưa? Thì câu 30 này các em chọn đáp án B nhá. Rồi, câu tiếp theo đó là câu số 31. Cho câu ta nói Z các em có đường thẳng D đi qua điểm nào dưới đây? Đường thẳng D đi qua điểm nào thì các em thay tọa độ cái điểm đấy vào. Thỏa mãn phương trình đường thẳng D là được. Đối với cái cái này là uh, các bạn hãy nhìn vào đây này các à, em cứ thử ví dụ như cái này bằng âm 3 à. Ví dụ nhá Cái này bằng âm 3 Điểm đầu tiên là điểm này bằng âm 3 Thì cái này bằng 1 Cái này bằng âm 4 Thì xem nó có thỏa mãn không Âm 3 thay vào đây thì T bằng mấy T bằng âm t bằng 3 đúng không T bằng 3 T bằng âm 3 thì uh, cái này bằng 1 đúng rồi T bằng âm 3 thì Ôi oh, cái này sai rồi T bằng 3 thì cái này không bằng 4 loại luôn nhá Thì bây giờ các em tiếp tục Các em thay vào đây này à, Cái này bằng 3 bằng âm 1 4 nào? À bằng âm 2 bằng 1 bằng dương 1 bằng 3 xem có thỏa mãn không nhá. Bằng âm 2 thì t nó rất là xấu, bằng 1 t lại nguyên. Ở ờ, cái này loại luôn nhá. T và âm 1/2 không đúng, B A thỏa không thỏa mãn. Cuối cùng các em thay tiếp về bằng 2 bằng âm 1 bằng âm 3 thay vào đây thỏa mãn không? Thì t và âm 1/2 này, âm 1 thay vào đây t bằng 0 không được rồi. À chắc là phương D rồi. Bằng 3 bằng âm 1 và bằng dương 4. 3 âm 1 dương 4 Ô ngu đấy nhỉ. Ôi giời ơi, t bằng 0 nghe hết, thỏa mãn luôn. Tại sao mà cứ phải suy nghĩ nhiều nhỉ? t bằng không thỏa mãn luôn ba âm một dương bốn đây ba một dương bốn ở ờ, ừ, nhỉ đấy thầy đang nói một cái cách giải tổng quát chung trong khi đó các em hoàn toàn có thể nhìn rất là nhanh là ba một dương bốn nhưng giả sử mà giả sử cái số này ý, nó không phải là ba một dương bốn thì sao đó thì cái này có tọa độ điểm luôn thì các em làm như vậy cho nó nhanh nhá chứ đừng làm như thầy thầy vừa làm một cái màn xử lý rất là cồng kềnh các bạn có nhìn ra là thầy vừa có một cái màn xử lý cực kỳ cồng kềnh không quá cồng kềnh luôn chứ nó không hết không hết đâu có tọa độ ba một dương bốn luôn thầy to một dương bốn vào là xong luôn, nó quá dễ rồi. Đó thì chúng ta vừa có một cái bàn xử lý nó quá cồng kềnh thì đấy là một cái kinh nghiệm cho phòng thi. Đầu, đầu tiên các em nên nhìn những điểm như 3 1 4 trước. Đề bài thường thường là sẽ cho những điểm đấy đầu tiên nhá. Nếu tích phân từ âm -1 đến 4 của f(x) dx bằng âm -3 và tích phân từ âm -1 đến 4 của g(x) dx bằng 3 thì tích phân từ âm -1 đến 4 của cái này bằng bao nhiêu? Cái này bằng 2 lần 2 nhân với âm -3 thì viết luôn nhá, cộng với 3 nhân 3 thì bằng bao nhiêu? bằng âm 6 cộng 19 thôi bằng dương 3 nhá dương 3 các em chọn đi được chưa Ok câu tiếp theo đó là câu số câu số 33 câu 33 cho nó có bài toán như sau các em quan sát này cho hàm số này biết hàm số đặt giá trị lớn nhất trên đoạn từ âm 2 đến 0 thì bằng 1/4 tại m bằng m0 với m0 dương thì bệnh đề nào sau đây là đúng thì các em thấy đây như này nhá giá trị lớn nhất của hàm số này trên đoạn từ âm 2 đến 0 bằng 1/4. Các em xét cho thầy cái y phải. y phải bằng 3x bình phương đúng không? Cộng với m bình phương cộng với 3. Thì đương nhiên là cái này dương với mọi x thuộc R luôn Vậy thì cái hàm số này của chúng ta chắc chắn sẽ đồng biến trên R Hàm số đồng hàm số đồng biến trên trên R là đương nhiên được không? Nó đồng biến trên R thì các em sẽ có được cái mắc của chúng ta Mắc của Y khi mà các em xét trên đoạn từ âm 2 đến 0 Âm 2 đến 0 chứ Nó sẽ là bằng Y tại 0 Y tại 0 của chúng ta sẽ là M bình phương trừ 4 Và cái giá trị này để bài cho bằng 1 phần 4 cái điều này xảy ra khi khi m bình phương của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? 17 phần 4. Vậy tương đương với m0 của chúng ta sẽ bằng căn 17 trên 2. Do đề bài cho là m0 dương mà. Được chưa? Vậy thì m0 bằng căn 17 trên 2 nó là căn của 17 phần 4. Căn 17 phần 4 nó thuộc khoảng nào? Để thầy tính Casio ra xem bao nhiêu nhé. Căn 17 phần 4. Căn của 17 chia bộ. Rồi nó xấp xỉ là con số là xấp xỉ 2, phải mấy thì nó lớn 2 nhọn 3 quá dễ. Để cho nó sắp xỉ con số tầm 2, phải mấy đó thì nó lớn 2 nhọn 3 thôi nhá. Rồi. Tiếp theo là câu 34. Câu 34 cho nó có bài toán như sau. Cái lớp quan sát này. Câu 34 cho nó có bài toán như sau. Nhìn nhá. Hàm số fx có f phải biết rồi thì hàm số f có x 1 đồng biến trên khoảng nào sau đây? Rồi các bạn thấy là như này, Fx cơ dấu của f phải x nó sẽ ảnh hưởng bởi hai cái giá trị là x bằng 1 và x bằng 2. Được chưa? Và khi mà x thuộc khoảng từ 2 đến dương cùng thì nó mang dấu dương. Được chưa? Nó âm dương như này. Cái x cộng 4 nó là nghiệm kép. X bằng âm 4 là nghiệm kép nên mình sẽ không quan tâm nhá Rồi câu hỏi bài toán liên quan đến hàm số f của x cộng 1 đồng biến trong khoảng nào sau đây? Thì các em xét cái y của chúng ta bằng f của x cộng 1 đi. Đó, thì có cái y phẩy bằng gì? F phẩy tại x cộng 1. Đồng ý không? Rồi f phải tại x cộng 1 nó đồng biến tức là nó lớn bằng không khi nào? Khi và chỉ khi là các em để ý này, x cộng 1 nó sẽ bé bằng 1 hoặc x cộng 1 nó sẽ lớn bằng 2. Tức là các em sẽ có được x bé bằng 0 hoặc x lớn bằng 1. Vậy nó đồng biến trong khoảng từ âm vô cùng đến 0 hoặc là khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Các em có nghe khoảng âm vô cùng đến 0? Chọn luôn nhá quá đơn giản. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 35. Có 3 năm, cho số phức Z thỏa mãn điều kiện là Z ngang thì bằng 1 cộng với 2i trên 3 4i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức Z. Các bạn có ngay được Z ngang của chúng ta sẽ là 3 đi 4i, chia cho 3 cộng 4i đúng không? Đó, thì ta suy ra Z của chúng ta, cái này bằng gì? Tốt nhất là các bạn dùng Casio ra. Thầy khuyến khích các em đi dùng Casio cho bài toán này. Nhá. Các em ấn menu 2 này, các em ấn phân thức này. đó Sau đó các em ấn vào đây đó là phân thức này. Ok, 3 đi 4i chia cho 3 cộng 4i. Nó bằng bao nhiêu đây? Ok, nó sẽ là âm 7 phần 25 trừ đi 7, 24 phần 25. 24 phần 25 nhân y. Vậy ta suy ra phần thực và phần ảo của số phức Z. Tích của phần thực, phần ảo của số phức âm 7 phần 25. Xong nhân với âm 24 phần 25. Được chưa? Ok, à đây là Z ngang, quên tí nữa là sai. Trời đất ơi, các em cẩn thận bị lừa câu này nhá. Ra số phức Z của chúng ta sẽ là âm 7 phần 25 Cộng với, đây là cộng này 24 phần 25 Nhân với Y Do đó tích của chúng ta sẽ là lấy dấu dương nhá Cẩn thận bị lừa nhá mình nhá Cẩn thận bị lừa Đấy, cẩn thận bị lừa nhá Đó, cẩn thận bị lừa rồi, được chưa Các em sẽ lấy âm 7 phần 25 Xong rồi nhân với 24 phần 25 Nó sẽ bằng âm 106 cái gì đây Ô thôi chết tôi rồi tôi gõ nhầm rồi Tôi đã gõ nhầm rồi Menu 2 ấn lại ra sao lại gõ nhầm này Sao mới sáng dậy mắt quáng gà hay sao này Đây là 1 cộng 2 y chứ trời đất ơi 1 cộng 2 y chứ Gõ nhầm rồi Rồi Chúng ta sẽ phải thay đổi lại Đây là 3 chữ 4 y đây là 3 trừ 4i. 3 trừ 4i. Bên dưới là 1 cộng 2i. 1 cộng 2i. Ta -da! Rồi. Âm 1 trừ 2i rất đẹp nhỉ. Âm 1 trừ 2i. Vậy ta sẽ có số phức z của chúng ta sẽ là âm 1 cộng 2i. Và do đó thì tích phần thực và phần ảo của số phức z của chúng ta là âm 1. Kem nhân với 2 thì bằng âm 2. Kem hết sức cẩn thận không bị lừa cái chỗ này này. Tức là ở đây đề bài cho là z ngang. Thì kem sẽ phải viết là tích phần thực phần ảo số phức z ngang nhá Nhớ là bằng âm 2 nhớ chưa? Đó. Được chưa? Nhớ là bằng âm 2 nhớ chưa? Ok Cho hình chóp SABC Các em có đáy là tam giác đều cạnh bằng A ABC đây SA vuông góc với mặt đáy Tham khảo ở hình vẽ bên Thì khoảng cách từ điểm C cho đến mặt phẳng SAB là gì Thầy nói lại nhá Để bài yêu cầu các em giải quyết vấn đề khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SAB Các em có SA vuông mặt đáy đúng không Rồi khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SAB là gì Đó Ok Thế thì các bạn thấy là như này Cái mặt phẳng SAB vuông mặt đáy nên bản chất các em xác định khoảng cách từ C mà phải AB thì mặt phải AB nó không khác gì bức tường của mình ấy. Thì đây là mô hình khoảng cách từ một điểm thuộc này đến mặt đứng. Thì các em chỉ cần qua C kẻ được thẳng vuông góc với giao tuyến là được. AB là giao tuyến. Các em tưởng tượng như ABC giống mặt đất và AB nó giống kiểu bức tường thẳng đứng, đúng không? Tại vì SA muốn mặt đáy mà. Đấy thì khi mà các em tìm khoảng cách từ một điểm thuộc mặt đất cho đến bức tường thẳng đứng thì các em chỉ cần tìm khoảng cách từ điểm thuộc mặt đất đến cái cái, cái mép tường thôi. Thế là khoảng cách C đến AB là CH. -E và CH -E của chúng ta sẽ bằng gì? bằng căn 3 trên 2 nhân với A. để chưa? À, quá dễ rồi. Nhá. Các em tiếp tục đến với câu số 37. Câu 37 có nội dung như sau. lớp mình quan sát này. Câu 37 sẽ phức tạp hơn. Đương nhiên rồi. Nào, chúng ta có một cái bài toán như này. Các em có các số thực AB sao cho đây là một cấp số cộng và đây là một cấp số nhân. Thì khi đó giá trị của A bình cộng B bình trừ 3AB là gì? Ở đây chúng ta sẽ có được một cấp số cộng cái đây là một cấp số cộng đúng không? Thì ta có như sau. Đây là cấp số cộng thì các em có 2 âm 25 này cộng với 3B này thì bằng bằng 2 lần 2A. Được chưa? Bằng 2 lần 2A, đúng không? Đấy, đây là cấp số cộng mà. Đó, thì các em sẽ có mối quan hệ giữa A và B ngay lập tức tương đương với là 4A trừ đi 3B sẽ bằng âm 25. Tiếp tục đây là cấp số nhân. Đây là một cấp số nhân thì các em sẽ có được số đầu nhân số cuối bằng số giữa bình phương. 2 nhân với B trừ đi 3 thì bằng a cộng 2 tất cả bình phương. Đó. Ok, mà b của chúng ta bằng cái này nên các em suy ra được là 2 nhân với b của chúng ta các em viết là 4a cộng với 25/3 là b. Xong rồi trừ đi 3 đúng không? Thì bằng a cộng 2 tất cả bình phương. Đấy thì đương nhiên tới đây các em sẽ tìm được cả a và cả b luôn nhá. Thì thầy sẽ tìm luôn này. Thầy tìm luôn xem giá trị bằng bao nhiêu nhá. Nên mình nhá. Thầy tìm xem cái giá trị bằng bao nhiêu. Thầy hay có một cái thói quen là thầy dùng cái Google Phát Alpha để thầy tìm Những bài này thì các em có thể thử nhưng mà thầy sẽ tìm cụ thể bằng cái này Đó Được chưa? Đây nó là 2 lần B 3 bằng A cộng 2 bình phương Đó. Thì cái này các em sẽ tìm được cả A và B xem bằng bao nhiêu ở à, Các em thế vào thôi À các em có hai trường hợp xảy ra rồi Đề bài có thêm cái điều kiện gì không? Không đúng không? A B cứ sao cho này cấp số cộng cấp số nhân Khi đó giá trị này bằng Ồ câu này có lẽ là đề nó hơi lỗi rồi Lúc này các em sẽ có hai trường hợp xảy ra A sẽ bằng âm 10 phần 3 B bằng 35 phần 9 Hoặc là A bằng 2 B bằng 11 Đúng không? Rồi lúc này thì các em sẽ có được các cái giá trị của chúng ta sẽ bằng gì? Nào Lúc này các em sẽ tìm được là Ở đây nhá Ở đây là Đề bài yêu cầu các em tìm là A bình phương đúng không? A bình phương Đây viết A đi cho nó dễ hiểu Cộng với B bình phương Xong rồi trừ đi 3B Đúng không? Thì đầu tiên chập đầu tiên là âm 10 phần 3 Và 35 phần 9 Bằng bao nhiêu? Thì trợt đầu tiên Các em ra số rất là xấu Thầy nghĩ là đề bài này nên sửa lại 59 59 là đúng Nói chung là đề bài thầy sẽ cố tình sửa lại một tí cho nó đúng đề nhá Xin lỗi cả lớp nhá Cho AB được các số nguyên Được cho các số nguyên Nhá Thầy sẽ cố tình sửa lại một tí cho nó đúng đề Là cho AB được các số nguyên đi Đó Cho AB được các số nguyên đi Mình sửa lại đề là cho AB được các số nguyên đi Nhá Rồi ờ, Cho AB số nguyên đi Nhá Thì đáp án của chúng ta sẽ đảm bằng 59 nhá. Thầy sửa lại đề là cho bé số nguyên thì đáp án là 59. Các bạn sửa lại đề thầy một chút nhá, coi như chịu khó sửa lại đề cho tí nhá. Ok, hai số nguyên. Câu 38. Một tổ học sinh có 7 nữ và 5 nam, nghe nhá, 7 học sinh nữ và 5 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên ra 3 học sinh, tính xác suất để trong 3 học sinh được chọn có đúng một học sinh nam. Thầy nói lại nhá, trong 3 học sinh được chọn chỉ có đúng một học sinh nam thôi. Thì tổng cộng là chúng ta sẽ có tất cả 12 học sinh Cái việc mà các em chọn ra ngẫu nhiên 3 học sinh À, trong 12 học sinh thì cái số phần tử không gian mẫu đó là gì? Là C2 của 12 đúng không? Đề bài yêu cầu các em tính xác suất để trong 3 học sinh lựa chọn có đúng một học sinh nam thì điều kiện để có đúng một học sinh nam là gì? Đó là có một nam và hai nữ, được chưa? Thì số trở thoản thuận lợi chúng ta là gì? Các em chọn ra một học sinh nam trong tổng cộng 5 học sinh nam và còn hai học sinh này còn lại thì phải là học sinh nữ. Các em chọn ra trong tổng cộng bảy học sinh nữ. Vậy cái xác suất của cái biến cố này, các em lấy C15 nhân với C27 chia cho c hai và các em sẽ tính được cái giá trị này ra bằng bao nhiêu? Các em sẽ tính được cái giá trị này ra bằng bao nhiêu? Đây thầy đọc luôn đáp số đi. Uhm. Ok, vẫn phải dùng Casio ra rồi. Đấy, bài toán nó rất là đơn giản nhé lớp mình nhá. Các em lấy 5 nhân với 7C2 chia cho 12C2. Rồi nó bằng bao nhiêu? 35 À, C312 thì viết nhầm. Đây viết nhầm nhé lớp mình nhé. Thầy viết nhầm một tỷ Thầy viết nhầm xin lỗi cả lớp Nó là C3 12 Chọn nó 3 học sinh trong 12 học sinh mà Không phải chọn nó 2 học sinh Thầy viết nhầm Rồi nó bằng 21 phần 44 21 phần là Các em chọn đáp án nó đáp án C nhá Rất dễ được chưa Rồi Câu số 39 39 thầy trò cho nó có bài toán như sau Thầy đọc đề này Cho hàm số Fx xác định và có đạo hàm liên tục trên R hàm số f(x) có đồ thị như hình vẽ sau. Đây là đồ thị của hàm số y và f(x). Được chưa? Số nghiệm nhiều nhất của phương trình là f(x) bình phương thì bằng m là gì? Đề bài có hỏi chúng ta là số nghiệm nhiều nhất bắc pin của phương trình này. Đây là đồ thị hàm số f(x). Nên các bạn thấy là f(x) chỉ đổi dấu qua các điểm là âm một này, hai này, 4 Đây là ba điểm làm cho f(x) đổi dấu đúng không? Thì câu hỏi bài toán là số nghiệm nhiều nhất của phương trình này thì các em hãy dùng dùng gì? Các em dùng ghép trục cũng được. Đúng không? Các em dùng ghép trục cũng được Dùng ghép trục ra Dùng ghép trục ra X biến thiên kéo theo X bình thư phương biến thiên Đúng không? X bình thư phương biến thiên kéo theo F X bình phương biến thiên X biến thiên X bình phương một điểm cực trị là không nhá yeah. Thì các em thấy cái này chạy từ dương vô cùng này Chạy về không này Xong chạy đến dương vô cùng thì từ dương vô cùng về không đã đi qua các điểm cực trị. Các em nhớ f X của chúng ta có 3 điểm cực trị là âm 1, 2, 4. Thế nhưng âm 1 thì nó nhỏ hơn 0, còn 2 và 4 thì nó lớn hơn 0. Nên từ dương vô cùng về không ấy là đi qua 4 và 2. Các em điền số 4 và số 2 vào đây. Từ 0 đến dương vô cùng thì đi qua 2 và 4. Bây giờ các em điền vào cái vector này, à vào cái cái chiều này. Từ 4 đến dương vô cùng các em để ý đây. Từ 4 đến dương vô cùng thì đồ thị nó đi xuống, nó trúc đầu đi xuống. Tức là f phẩy mang dấu âm. F phẩy đang mang dấu âm các em thấy không? F phải mang dấu âm. F phải mang dấu âm tại vì nó nằm dưới trục hoành thì Fx của chúng ta sẽ đi đi xuống. Và nó các em cứ cho nó đan dấu thế thôi. Được chưa? Rồi, câu hỏi bài toán quay trở lại vấn đề. Đó là phương trình Fx bình phương bằng m có tối đa bao nhiêu nghiệm? Số nghiệm nhiều nhất, đúng không? Số nghiệm nhiều nhất của phương trình này là bằng bao nhiêu? Được chưa? Thì rất là đơn giản thôi. Các em vẽ đường y bằng m ra để các em kiểm tra xem là mắc nó có thể đạt được bao nhiêu nghiệm. Đó. Thì các em đếm này. 1 nghiệm, 2 nghiệm, 3 nghiệm, 4 nghiệm, 5 nghiệm, 6 nghiệm, 6 nghiệm. Được chưa? Đó, nó có tối đa 6 nghiệm thôi. Rất đơn giản. Thế thôi. Không có năn tăn gì cả. Không có năn tăn gì cả. Nhá, không có năn tăn gì cả. Không có bất kỳ một cái sự khó khăn năn tăn gì cả. Bài toán giải quyết nhá. Đơn giản. Đúng không? có thể nói là khá là đơn giản. Rồi, tối đa 6 nghiệm thì các em chọn để CD Bây giờ sang câu số 40. Sang câu 40 nhá. Các em nhớ là đề bài hỏi tối đa nên các em đừng quan tâm những điểm đặc biệt. Người ta chỉ quan tâm tối đa thôi thì các em vẽ làm sao cho nó tương giao được nhiều nhất có thể. Thế thôi. Làm sao để nó tương giao nhiều nhất có thể nhá. Rồi, các em nghe này câu 40 cho cô ta nói Z, các em có điểm A và đường thẳng D mặt phẳng P được chưa? Gọi B là điểm thuộc mặt phẳng P. Đây này, mặt phẳng P như này đi. Gọi B là điểm thuộc mặt phẳng P sao cho đường thẳng AB cắt và vuông góc với D. Đây đường thẳng AB này. B đây nhá. Đây điểm A đi. Đường thẳng AB vừa cắt nhưng không dừng lại đấy đâu, nó còn phải vuông góc nữa cơ. Cắt và vuông góc với đường thẳng D. Đó thì điểm P B thì hoành độ điểm B thì bằng bao nhiêu? Đó, đề bài hỏi các bạn như vậy nhá. Rồi. Thì bài này bước 1 là các em phải viết được cái phương trình đường thẳng AB. Đường thẳng AB là đường thẳng vừa cắt và vừa vuông góc với đường thẳng D. Được chưa? Nên các em nên viết cái phương trình đường thẳng AB. Bước 1 viết phương trình đường thẳng AB, bước 2 các em tìm ta tương giao của AB với mặt phẳng P nhá. Bước 1 viết phương trình đường thẳng AB. Làm sao để các em viết được phương trình của một đường thẳng đi qua một điểm đã có rồi nên các em cần xác định vectơ chỉ phương. Thì các em có thể xác định vectơ chỉ phương như sau. Cái tới đây các em có có hai cách nhá, cách một là xác định tọa độ chân đồng vuông góc nhưng cách đấy thì không thích làm lắm. Cách đấy thì bạn nào yếu thì có thể làm cách đấy. Thầy vẫn thích làm cách này hơn. Xác định hình chiều. Nhưng thầy thì thầy không thích làm cách xác định chiều lắm. Thầy vẫn thích làm cách này hơn. Cách hai Cách hai của chúng ta là gì? Cách hai để viết phương trình đường thẳng này đó là dùng tích có hướng. Thầy sẽ làm cách tích có hướng hơn nhé. Cách nào mà cách tích có hướng thầy vẫn thấy nó thú vị hơn và nó hay hơn nhé. Chúng ta sẽ làm cách hai được chưa? Các bạn nghe này, đường thẳng d nó đi qua điểm M có tọa độ là gì? Hai âm một không. Và có vectơ chỉ phương, đó là U của chúng ta là 1, 2, 1, đúng không? U là 1, 2, 1. Điểm A thì có tọa độ là 2 âm 1 dương 3. Bây giờ để mà viết AB ấy, thì các em có như sau. Lưu ý này. Đường thẳng AB của chúng ta nó vuông góc với D. Đúng không? Được chưa? AB vuông góc với D. Và thứ hai là AB cắt D. AB cắt D thì chứng tỏ AB vuông góc với mặt phẳng. Vuông góc với cả mặt phẳng à, AB nằm trên chứ. AB cắt D thì nó nằm trên cái mặt phẳng chứa đường thẳng D và điểm A. Được chưa? Và các em lợi dụng hai điều này các em ra được vector chỉ phương là AB. Các em làm cách này thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà vấn đề là nó cần nhiều tư duy hơn, nó cần nhiều não hơn so với việc cách xác định hình chiếu. Thì cái này suy ra được là thứ nhất là vector AB là vector chỉ phương vector AB ấy, nó sẽ vuông góc với UD. UD có rồi, đó là 1 2 1 xong. Được chưa? Ngoài ra, các em có được vector AB nó nằm trên nên nó phải vuông góc với vector pháp tuyến của mặt phẳng chứa điểm A và đường thẳng D và mặt phẳng chứa điểm A và đường thẳng D là mặt phẳng này. Mặt phẳng này. Được chưa? Mặt phẳng này là mặt phẳng chứa điểm A và đường thẳng D. Đương nhiên mặt phẳng này nó sẽ có hai cặp vectơ chỉ phương là UD và AM. Tại vì D nằm trên mặt phẳng này và AM nằm trên mặt phẳng này nên nó sẽ có hai cặp vectơ chỉ phương là UD và AM. Nó mình hiểu bài không? Đó, thì nó sẽ là tích có hướng của UD và AM. Tại vì nó có hai cặp vectơ chỉ phương là UD và AM. Do đó thì ta suy ra được cái vector AB của chúng ta sẽ là gì? Vector AB sẽ là tích có hướng của UD nhân với UD và AM. À, các bạn tích có hướng hai lần. Thì đây là kỹ năng để các em xác định được cái phương trình của một đường thẳng. Được chưa? Nó chứa một cái chứa một đi qua một điểm và nó sẽ có vectơ chỉ phương với đấy. Thì các bạn làm được thôi. Đấy, rất đơn giản thế thôi nhá. Các bạn hiểu bài không? Đó, thì các em có thể làm cách này nó khá là nhanh để thầy đọc luôn cái đáp số xem bằng bao nhiêu nhá. Cái này bằng bao nhiêu nhỉ? Đó. Thì cái này bằng nó cùng phương với tờ rút gọn ra nó là 1 2 5. Đó, các bạn dùng Casio ra. UD có rồi, AM có rồi, tất cả mọi thứ xong rồi. Vậy thì ngay lập tức em ra được cái phương trình của đường thẳng AB nhá. Ta suy ra đường AB có phương trình là nào, x của chúng ta sẽ bằng gì? Nó đi qua điểm A thì là 2 cộng t này. Y bằng âm 1 cộng với 2T Và Z của chúng ta sẽ bằng 3 cộng 5T rồi xong bước 1, bước 2. Các em tìm nốt cái giao điểm của B, B chính là AB giao với mặt phẳng P. Thì các em xét cái sự tương giao giữa hai đường thẳng. Thì các em ra được tọa độ điểm B thầy đọc luôn nhá, đó là 3 1 8. Vậy tổng kết lại này, bài này các em cần phải làm được hai bước. Ba bước chính xác là ba bước, bước 1 là các em xác định được cái thế giới của bài toán này, nó nằm ở đâu. Tức là các em đọc đề xong rồi các em hình dung ra được là à chúng ta cần phải làm cái gì. Được chưa? nhá Bước số 2 là kem xác định được là sau khi kem xác định làm cái gì bước số hai kem viết phương trình là AB bằng cách các kem viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và nó cắt một đường thẳng và nó vuông góc với đường thẳng đấy thì kem có hai hướng để làm đó thầy ưu tiên các bạn làm theo cách số 2 bước số 3 là kem xác định được cái giao điểm giao điểm nó quá dễ rồi giao điểm một đường thẳng đã biết và một cái mặt phẳng thì nó quá dễ rồi nhá câu 41 chúng nó có bài toán như sau cho hàm số FX bằng có đạo hàm rồi bài này thì nếu mà các em làm tự luận Thì các em tìm được cái hàm số Fx dựa theo cái thông tin này Tìm hàm số Fx để mà tính F9 khi biết F lớn tại một Thì các em chỉ cần lấy F lớn 9 chỉ F lớn 1 Tức là các em lấy tích phân cận từ 1 đến 9 thôi Nên bản chất bài toán này tìm hàm số Fx là xong Các em có thể dùng casio siêu còn lại Nhưng mà thầy sẽ chữa các em theo cách số 2 Là cách thuần casio siêu Thầy nói lại nhé bài này các em có Cách 1 là tự luận Thì các em tự làm lốt nhá Tự luận Cách hai là thuần Casio, tức là các em không cần tìm hàm FX thì cách hai nó sẽ hỗ trợ những bài toán phức tạp. Bài này dễ nên các em làm cách một cũng được. Cách hai thuần Casio những bài toán mà giả sử đề bài cho F phải phức tạp mà các em không tính được nguyên hàm hoặc các em tính nguyên hàm nó khó, các em thuần Casio nó sẽ tỏ ra ưu việt hơn. Thuần Casio như này, muốn làm được Casio ít nhất các em phải có năng lực có trình độ đã. Các em có được F9 trừ đi F1 bao giờ cũng thế cái tư duy nó như sau. F9 trừ đi F1 được chưa? F1 biết rồi. Thì bây giờ tính cái này <laughs> Rồi bây giờ nghe này Nghe thầy nói này Đề bài cho F' đúng không Đề bài cho F' đúng không Nên bình thường khi mà muốn tạo ra cái F' ý, Các em có thể làm như sau Nghe nhá Nó sẽ bằng là x nhân Fx Dùng tích phân từng phần Cận từ 1 đến 9 Trừ đi tích phân từ 1 đến 9 của X nhân với đảo ngược lại vị trí hai cái này Là D của Fx Thì cái này bằng 9 F9 trừ đi F1 trừ tích phân từ 1 đến 9 của x nhân f và x dx. Thì các bạn thấy ngay này, nghe nghe thầy nói nhá, nghe kỹ này. Cái này thì đề bài đã có f phải là hàm gì rồi nên em tính được. F1 đề bài cho là cái gì rồi tính được nhưng vấn đề là F9. À như vậy là vất vả, đúng không? Ok, F9 thực ra em vẫn tính được thông qua việc là em lấy tích phân từ 1 đến 9 của f phẩy nhưng mà nó làm như thế nó không hay. Và có một cái tư duy nó hay hơn cái tư duy này. Bỏ đi, có một tư duy hay hơn tư duy này đó là các em thấy là đề bài đã cho f1 và đề bài muốn tính f9 đúng không à muốn xử lý cái vấn đề này thì để mà xử lý cái cận 9 này rất đơn giản thôi các em làm như sau các em thấy cái tích phân này này dx thì bao giờ cũng thế nó bằng d dx trừ 9 các em cố tình tạo ra dx trừ 9 thì khi mà em nhân lại với nhau em thấy x9 bằng 9 vào nó triệt tiêu cái f9 được chưa khi em nhân lại với nhau thì em có được x trừ 9 nhân với fx này cận từ 1 đến 9 thì các em thấy triệt tiêu cái F9 không? F1 có rồi, F1 đề bài cho F1 bằng 1 thì các em mặc kệ nó. Nhưng F9 thì đề bài muốn mình muốn triệt tiêu thì mình làm thế này. Được chưa? Thì mình triệt tiêu F9 xong mình dùng từng phần tiếp thôi. Nó rất rất là hay đúng không? Rất là hay. Rồi, thế thì cái thuần Casio này là đã được rõ ràng rồi. Mọi thứ đã được phơi bày rồi đấy. Nó mọi thứ tới đây đã được phơi bày. Thì tới đây bằng gì đây? Tới đây bằng gì đây cả lớp? Nó bằng gì? Cái này 9 thay vào mất nhá. Trừ đi 1 thay vào, 1 thay vào là 1 trừ đi 9 là âm 8 nhân F1. Viết rất từ từ ra. Được chưa? Trừ đi tích phân từ 1 đến 9 của đây là x trừ 9 nhân với gì? F phải x dx. Được chưa? Thì cái này bằng 8F1 đúng không? 8F1 bằng 8. Trừ đi tích phân từ 1 đến 9 của x 9 nhân với f phải x nó là căn x cộng 2. Cái Casio này nó hay ở cái chỗ là các em không quan tâm đến hàm số f phải. Còn cách tự luận thì f phải càng dễ càng tốt, Bạn này f phải dễ, chứ f phải mà cho khó lên cái là mệt. Đó, còn cách Casio kem các em sẽ không quan tâm đến hàm số f phải. Thì các em dùng Casio kem các em tính cụ thể anh này ra, xong các em kiểm tra vào. Thì từ đó ta suy f9 của chúng ta sẽ bằng gì? F1 thì bằng -1/3, -1/3 âm -1/3 này. Cộng với 8 này, trừ tích phân từ 1 đến 9 của cái này. Được chưa? X trừ 9 này Nhân với căn của x cộng 2 trên 2x dx Cái này Casio ra Xong kiểm tra vào các phương lựa chọn ABCD nhá. Rồi các bạn Casio sau đó các em kiểm tra các phương lựa chọn ABCD Thì các bạn sẽ có được đáp án là gì đây ờ, Cái này nó sẽ sấp xỉ 28,775 Thì các em chọn đáp án là B nhá. Ok thì đấy đấy là cái cách Casio các bạn có thể làm cách Casio được nhá rồi nhá ok nhá đó câu 42 trên tập hợp số phức xét phương trình này với a b là các tham số ai rằng còn nguyên dương nữa kìa, kìa Để bài cần cho nguyên dương luôn nhá rồi Uh, khi phương trình có hai nghiệm phân biệt là Z1 và Z2 thỏa mãn điều kiện là Z1 cộng 3i Z2 thì bằng 7 cộng 5i thì giá trị của biểu thức là 7a cộng 5b là gì? Tóm lại là các em cần phải xử lý những cái bài toán liên quan đến phương trình tập số phức ấy. Thì những bài như này các em nên xét hai trường hợp Thường thường là các em luôn luôn phải xét hai trường hợp Delta dương, delta âm Thì dù sao các em cứ tính delta đã nhé Nào, ta có được delta bằng gì? Mình tính delta phẩy Delta phẩy bằng B bình trừ đi AC đúng không? Thì cái này bằng a bình phương trừ đi b bình phương cộng với 20. Đó delta phẩy. Rồi, đây là câu hỏi bài toán, nghe kỹ này. Phương trình hoa hai phân biệt z1 z2 thỏa mãn điều kiện này. Thì các em có các trường hợp như sau. Trường 1. Đó là gì? Đó là delta phẩy mang dấu dương. Nhá. Rồi, khi delta phẩy mang dấu dương thì sao? Delta phẩy mang dấu dương thì z1 và z2 thuộc R. Và khi nó thuộc R ấy ta có được điều gì? Nào, kem có cái này, cái này mang xuống đúng không? Là Z1 cộng với 3Z2 nhân với Y là kem đã xác định đây là phần thực này và đây là phần ảo này. Đó. Thì nó bằng 7 cộng 5Y thì kem cho phần thực hai số phức bằng nhau thì phần thực bằng phần thực và phần ảo và bằng phần ảo thôi. Z1 bằng 7, 3Z2 thì bằng 5. Vậy kem sẽ có được là Z1 bằng 7, Z2 thì bằng 5 phần 3. Được chưa? Rồi, bây giờ kem tìm AB bằng cách nào? Kem các dùng định lý VS là xong. Rồi, theo định lý các em sẽ có như sau. Tổng hai nghiệm bằng âm B phần A. Và tích hai nghiệm bằng C phần A. Vậy các em sẽ tìm được ngay lập tức đó là à, 2A thì nó bằng tổng hai nghiệm là 7 cộng 5 phần 3. Còn B bình phương mà trừ đi 20 ý, thì bằng tích hai nghiệm nó là bằng bao nhiêu? Nó là 7 x 5 phần 3. Nhưng vì đề bài cho A là một số nguyên dương Nên cái này loại Do sao? Do A là một số nguyên dương Đề bài cho A là một số nguyên dương Giá như đề bài cho A là số thực thì nó sẽ vui hơn nhỉ? Thì các em tìm cụ thể ra Nhưng đề bài cho A là số nguyên dương thì loại rồi còn đâu nữa nhá. Rồi, cái trường hợp số 2 Trường hợp số 2 là đen ta phẩy mang dấu âm Nó bao giờ cũng thế, hai hiệu phân biệt mà Ok, thế thì Z1 và Z2 lúc này các em để ý AB là số nguyên dương Tức là AB là số thực ấy thì các em sẽ có Z1 và Z2 là hai số phức liên hợp Bao giờ cũng thế cách làm của những bài toán này Mình đều có thể làm như vậy Bây giờ các em đặt cho thầy Z1 bằng x cộng y đi Cách làm chung rồi nhá Trong đó x, y là các số thực Thì cái Z2 của ta sẽ là x chữ y Và các em thế ngay lập tức vào đây cho thầy Thế vào đây này Thế vào đây nhá Ta sẽ có được như sau Nghe này Nghe này X cộng y cộng với 3y nhân với x trừ y nó bằng 7 cộng 5y chẳng phải các em tìm được cả x và y sao đúng không thì cái này tương đương với các em cho phần thực ra phần thực là x cộng 3y này phần ảo ra phần ảo là cộng với đây là 3x cộng y rồi nhân với y nó bằng 7 cộng 5y được chưa thì ngay lập tức các em sẽ tìm được x và y thôi nhá cái này các em sẽ có được x cộng 3y bằng 7 và 3x cộng y thì bằng 5 thì lúc này các em sẽ tìm được x của chúng ta sẽ bằng mấy? x bằng 1 và y bằng 2. Tìm được cả x và y nhá. Rồi x bằng 1 y bằng 2 nên tiếp tục dùng viết ta có được như sau. Nào, z1 cộng z2 bằng gì? Z1 cộng z2 bằng 2x và bằng 2a. Còn z1 z2 bằng gì? Bằng x bình phương cộng y bình phương thì bằng b bình phương trừ 20. Được chưa? Tương đương với là x của chúng ta sẽ bằng uh, A à, xin lỗi bạn Đây A bằng 1 Tìm A bằng 1 Và B bình phương bằng 25 Tương đương với A bằng 1 B bằng 5 Do AB thuộc Z Nằm ở số nguyên dương Được chưa Rồi Như vậy để bài yêu cầu kem tính 7A cộng 5B nhé Bằng 7 cộng với 25 Bằng 30 32 7 cộng 25 32 Các em chọn đáp án là đáp án C Ok nhá Đấy đáp án của chúng ta là C Câu này nhìn chung cũng khá là nhẹ đúng không Câu số 43 cho phương trình nó noga cơ số A của 4 Đó, A nó A lớn không A khác 1 rồi Đương nhiên nhá à, Cộng với loga cơ số 1 phần 5 Của gì đây Của À nhìn cái này là các em đã rất là muốn đặt là Cái căn bậc 2 của x bình phương Cộng với ax cộng 2 bằng t rồi Tại vì lúc ấy xuất hiện cái bình phương cộng ax đúng không X nó chỉ xuất hiện trong hình thái bình phương cộng ax thôi nhá. Rồi, ở đây các em có được điều kiện A lớn không A khác 1. Không hẳn là điều kiện đâu, điều kiện thì nó phù hợp với x hơn. Đó. mình có được A lớn không A khác 1 chắc chắn là phải thế. Mà A là một số nguyên dương để bài cho đúng không? Tập hợp các giá trị nguyên mà A nguyên. Để bài cho A nguyên. Nên mình khẳng định một điều là A không thể hoặc thuộc khoảng không 1 thì A của chúng ta sẽ lớn bằng 2. Rồi, mình đã có cái vốn ban đầu là A lớn bằng 2 đã nó số nguyên mà lớn không khác một thì a lớn bằng hai rồi tiếp theo nhá ở đây các em rất là muốn để đặt để xử lý cái này s là thời sao cho phương trình nghiệm duy nhất rất là muốn đặt thì mình cứ đặt đi mình đặt cái căn bậc hai của x bình phương cộng a x cộng hai bằng gì bằng gì bằng t nhá ở đây t của a sẽ là một số lớn bằng không là đương nhiên rồi đó thì phương trình tương đương điều gì sau khi đặt xong phương trình tương đương với loga cơ số a của 4 này cộng với loga cơ số 1 phần năm của đây là t cộng 4 nhân với Noga cơ số a của đây là t bình phương cộng với 3 đúng không? t bình phương cộng 3. Rồi nó bằng 0. Thì các bạn thấy ngay được là như nào? Các em thấy ngay được là như nào? Các em chuyển này sang nhá. Tương đương điều gì? Tương đương với à cái này các em có thể viết là Noga cơ số 5 của t cộng 4 này. Các em chuyển sang nhân với loga cơ số a của t bình phương cộng 3 thì bằng noga cơ số a của của 4. Đúng không? Đúng không? Rồi các bạn chia tất cả hai vế cho loga cơ số a của 4 đi. Nha, cái này đương nhiên là khác không rồi. Thì cái này tương đương điều gì? Tương đương với cái này. Cái này này. Xong rồi chia cho noga cơ số a của 4. Đó. Thì bằng 1. Đó. Và các bạn lưu ý đây, noga cơ số a của cái này chia ra đây, các em dùng cái công thức gì? dùng công thức là Nogarit ấy, công thức để đưa về cùng cơ số ấy Thì các em có được tương đương với điều gì? Noga cơ số 5 của T cộng 4 này Nhân với Noga cơ số 4 của T bình phương cộng 3 Bằng 1 Đúng không? Rồi các bạn thấy thì cái, cái khi mà T tăng Thì cái này tăng, cái này tăng T mà lớn bằng 0, T tăng thì tất cả mọi thứ đều tăng Và nó lớn không T tăng và dương T tăng nhận là trị dương Các em nhận xét một điều đơn giản này nhé Để mà giải phương trình này ra ấy Các em thấy là như này Nhận xét một điều đơn giản này thôi à, Khi mà T dương Thì khi mà T tăng Thì hai cái này đều tăng Cái loga cơ số 5 của T cộng 4 Nó cũng là đồng biến Và dương Được chưa? Và cái loga cơ số 4 của T bình phương cộng 3 Nó cũng là đồng biến Và nó cũng nhận giá trị dương Vậy thì tích nó đồng biến Nên nếu nó có nghiệm thì nó có nghiệm duy nhất nhé. vậy cái hàm số này này, f(t) nó bằng cái này, nó là một hàm số đồng biến trên R, đúng không? nó là hàm số đồng biến trên R. Đó. hàm số này là hàm số đồng biến, đồng biến trên R. à đồng biến trên, trên nửa khoảng từ không đến vô cùng. đồng biến trên nửa khoảng từ không đến vô cùng. do đó nếu có nghiệm là có nghiệm duy nhất. mà kem nhận xét một điều như này, mà kem nhận xét này. F1 thì bằng bằng 1. Nên ta xia phương trình của chúng ta sẽ chỉ có tương đương với T bằng 1 thôi. Đây là nghiệm duy nhất. Xong. T bằng 1 thì các em tương đương được là gì? Căn bậc 2 của x bình phương cộng ax cộng 2. Nó phải bằng mấy? Nó phải bằng 1, đúng không? Thì các em tương đương được điều gì? Nào, tương đương điều gì nào? x bình phương cộng ax cộng 2 bằng 1, tức là cộng 1 bằng 0. Thì các em cần giải quyết sao cho phương trình này nó có nghiệm duy nhất đúng không đúng nhỉ tìm tất cả giá trị a là phương trình có nghiệm duy nhất ok cái này có nghiệm duy nhất điều này chỉ xảy ra khi khi là delta bằng không nghiệm duy nhất mà delta lớn không có hai nghiệm phân biệt nhọn không thì vô nghiệm muốn nghiệm delta bằng không tức là b bình phương trừ đi 4 ac bằng không đúng không thì tương đương a bằng cộng trừ hai a và âm hai là loại luôn tại vì đề bài cho a lớn hơn hai A à mà hai thỏa bản nhé. Ồ, bài này cũng hơi nhạt nhẽo nhỉ. Vậy thì S của chúng ta gồm có đúng một phần tử thôi. Được chưa? S có một phần tử thôi, nhá. Nên tổng tất cả phần tử của tập S là bằng. Được chưa? Câu này dễ nhá.